À, dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Pratama trên mạng Internet qua PowerTalk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận nguyện thành kính đảnh lễ chư tôn đức thành chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma thì theo giáo đảng biên soạn bài 48 thuộc tánh vô si, âm mồ hạ hay tuệ nguyện và nhìn đi ra riya sư do thượng tọa giáo đảng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bích Thầy nhé. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệp ngự. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trua trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Mô Bích Thầy Giác, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 48 thuộc tánh vô si, âm mô hạ hay tuệ nguyện, bình nhìn tri giác sẽ do thượng tọa giáo đảng giảng giải. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa tề siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bích Thầy Giác. Nam Mô Bích Thầy Giác. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên công đệ tử Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học về thuộc tánh vô si hay là tuệ nguyện. Lẽ ra thì chúng ta sau cái Gô Tha Mu Sân chúng ta sẽ học đến cái thuộc tánh Trung Hòa Tatra Machatata nằm ở trong 19 tâm sở tình hảo biến hành. Còn vô si hay trí tuệ thì đã thuộc về một trong sáu cái tâm sở tình hảo biệt cảnh. Nhưng mà vì để cho các học viên trong lớp theo dõi dễ dàng, khi mà chúng ta nói đến ba căn thiện hay ba căn vô ký là vô tham vô sân vô si, do đó cho nên chúng ta sẽ học mà tiếp theo vô tham vô sân
là vô si. Và ở trong bài học hôm nay của chúng ta đó, thì vì muốn nhắc cái này một chút để cho cô Lăng và Nguyệt chú ý đọc bài, cái mục chót đó. Ở đây chúng ta sửa lại vai trò của thuộc tánh vô si trong các tâm tình hảo, chứ không phải là thuộc tánh vô tham trong các tâm tình hảo. Cô sửa lại cái đó chút giùm mình để mình đọc cho nó dài tốt quá. Như vậy thì bây giờ xin mời cô Lân Nhiều Nguyệt đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng giảng sư trong ngày hôm nay sẽ giảng giải bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con kính trân thượng tọa Tại Siêu đã giảng nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin đọc giải chánh kinh. Bài học hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 48, thuộc tánh vô si, Amoha hay tuệ nguyện, bệnh nhìn riya. Thuộc tánh vô si, Amoha hay tuệ nguyện, bệnh nhìn riya, không nằm trong nhóm 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, mà nằm riêng lẻ một mình. Thuộc tánh này được xếp thứ tự sau cùng của nhóm thuộc tánh tịnh hảo, nhưng vì lý do để người học thấy được sự quan trọng của ba căn thiện hay nhân thiện, nên riêng trong giáo trình này được giải thích sao hai thuộc tánh vô tham và vô sân. Hiểu chính xác thuộc tánh vô si hay tuệ quyền là gì? Trí tuệ thường được hiểu là sáng suốt, biết rõ. Hiểu như vậy có thể trùng với những cái biết khác như cái biết của tưởng, sanh nha và thức, huynh nha đó. Cái biết của trí tuệ là cái biết xuyên thấu hay cái biết có chiều sâu. Có thể thí dụ một người đọc một câu thơ thì có nhiều cách nhận biết ở người nghe. Biết đó là câu thơ trích từ truyện Kiều vì vốn từng học như vậy. Có thể gọi cái biết của tưởng, sanh nha. Biết đơn thuần đó là câu thơ vì âm vận. Có thể thí dụ là cái hiểu biết của thức, huynh nha đó. Biết đó là câu thơ với lời thơ đẹp, tứ thơ, ý vị. Đó là cái biết có chiều sâu của trí, bành nhà. Thuộc tánh vô si hay tuệ quyền, hiểu theo cách vĩ mô. Trí tuệ trong ý nghĩa vĩ mô không chỉ có nghĩa là cái biết sáng suốt, mà còn là cái biết xác thực hay tinh xác. Dĩ nhiên sự thật có nhiều phạm trù hay cấp độ. Một người thấy được cảm thọ, dù khổ hay lạc, đều vô thường. Đó là cái biết trí tuệ. Một người đếm tiền, phân biệt được tiền thật hay tiền giả cũng là trí tuệ. Từ ý nghĩa này, sự thật hay thực tướng có một ý nghĩa rất quan trọng với trí tuệ. Tất cả những gì gọi là trí đều gắn liền với sự thật. Từ trí tuệ tạo nên cái khéo, cái hay và sự vượt thoát. Vô si hay tuệ quyền hiểu theo cách nói đại loại. Trong cách nói đại loại, vô tri hay trí tuệ có một vị trí lớn trong Phật học. Từ vị thế của một phàm phu đang cận các bậc chân nhân, học hiểu đạo lý của các bậc thánh, cho đến sự chứng ngộ niết bàn, đoạn tận kiết sử, đều nói nếu vai trò của trí tuệ. Trong sự thành tựu tối hậu vẫn được nhấn mạnh đến hai phương diện tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Có thể nói xuyên suốt trong quá trình tu tập của người tu Phật thì trí tuệ được đề cập qua nhiều tên gọi khác nhau như thẩm thần túc, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, vân vân. Một điểm nên lưu ý là trong lúc kinh tạng có nói về chánh trí và ác tuệ hay liệt tuệ, thì thắng pháp tạng nêu rõ trí hảo. Vai trò của thuộc tánh vô si trong các tâm tịnh hảo. Vô si hay tuệ quyền có khả năng soi sáng,
khiến các chánh pháp đồng sanh cảm nhận cảnh một cách sâu sắc, như sự soi rọi của một đèn pin sáng có thể khiến những chi tiết nhỏ nhặt được nhận biết trong đêm tối. Cái biết của tâm hay là cái biết của thức quẩn giống như ống kính lens, trong lúc cái biết của trí như đèn sáng của máy ảnh flash. Ánh sáng có chức năng quan trọng để tạo thành tấm ảnh sắc nét. Trí tuệ khiến sự nhận thức trở nên sắc bén, thấu triệt. Ngữ và nghĩa. Trong tục ngữ, thắng pháp thuộc tánh trí tuệ được gọi là tuệ nguyện, bằng nhìn trí giác, vì ảnh hưởng to lớn đối với tâm và các thuộc tánh khác. Giống như trong một đoàn lữ hành, tiếng nói và cái nhìn của người có trí có ảnh hưởng to lớn đến cả nhóm người cùng đi. Do vậy, được gọi là sự mạnh dẫn, được gọi là sự dẫn đạo hay quyền. Nên cẩn thận. Một trong những ảnh hưởng đáng kể của nền Phật học Hán ngữ đối với lịch sử Phật giáo là dùng chữ Bát Nhã. Nói thuần về mặt văn tự thì Bát Nhã là phạm âm của chữ Panya, tức là trí tuệ. Từ này không phải không dịch được như khi các dịch giả Trung Hoa dùng cách phiên âm thay vì dịch nghĩa thì hàm ý đây là thuật ngữ có nhiều ý nghĩa sâu xa, khó tìm được chữ tương đương. Bát Nhã là thứ trí tuệ siêu việt như được mô tả trong Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ, Nagarjuna, C150-250 CE, mà trong đó mô tả chánh trí giác ngộ giải thoát qua cái nhìn của một luận sư, mà sau này trở thành ảnh hưởng to lớn của giáo lý Bát Nhã. Như vậy, mặc dù trên phương diện văn tự Bát Nhã trí tuệ là Bát Nhã, nhưng về mặt giáo nghĩa thì Bát Nhã không đơn giản là Bát Nhã, tức là trí tuệ. Phần minh họa phân chia thuộc tánh có hai hình ảnh minh họa hôm nay, một hình ảnh là phân chia 52 tuổi và một hình ảnh bài 48 thuộc tánh vô si. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là thuộc tánh vô sân, bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh quân bình. Chánh văn đến đây đã chắc chúng con cũng thỉnh thượng tọa chắc đã tư duy giảng dạy bài học. Nam mô Bích Thầy. Kính thưa thượng tọa Thiệu Siêu, cảm ơn của đại nguyện. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ chư tôn đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như trong lời phần dẫn nhập, thuộc tánh vô si hay là thuộc tánh tuệ quyền được xếp sau cùng ở trong 25 thuộc tánh tịnh thảo. Và chúng ta cũng nên nhắc rằng thuộc tánh này không phải là tịnh thảo biến hành, có tất cả là 19 tịnh thảo biến hành, tức là những thuộc tánh có mặt ở trong tất cả các tâm tịnh thảo. Riêng về trí tuệ này chỉ có mặt ở trong những tâm hợp trí. Thế vì chúng tôi trong giáo trình này biên soạn theo lời của thượng tọa Thiệu Siêu. Nếu quý vị nào có theo dõi bài học tuần rồi đó, thì thượng tọa Thiệu Siêu muốn là ba căn là vô tham, vô sân và vô si được giảng liên tục, và chắc chắn là đây là một trong những bài học mà thượng tọa Thiệu Siêu có nhiều điều để chia sẻ với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc là hôm nay chúng tôi có một vài việc nên chúng tôi biên soạn bài hơi trễ buổi sáng sớm, và khi biên soạn sẽ trễ đó thì nó có một số cái lỗi chính tả rất là quan trọng, mà khi nãy thượng tọa Thiệu Siêu có sửa được một chữ
là vai trò của thượng thánh vô si trong các tập tịnh thảo thì chúng tôi để là vô thoát. Và ở trên đó có một đoạn văn đó là trong cách tối đại loại vô si hay trí tuệ. Vô si hay trí tuệ chứ không phải là vô tri hay trí tuệ. Dạ, quý vị có thể sửa lại dùng. Thì quý vị, trước hết là như chúng ta được nghe về bất thiện. Bất thiện có ba cái, bất thiện có nhiều cái trạng thái bất thiện, nhưng mà ba cái điểm nhấn, ba cái cốt lõi của bất thiện đó là tham, sân và si. Thì nếu tham sân si là cái căn cội của bất thiện thì đối lập lại với tham sân si đó là vô tham, vô sân và vô si. Vô tham và vô sân đã được chúng ta đề cập đến hai bài học vừa qua. Bài học hôm nay chúng ta đề cập đến vô si. Và một lần nữa, vô si là một cách nói theo thể phủ định là không si. Nhưng mà như chúng ta đã được nghe nhiều lần là trong rất nhiều từ vựng Phật học, từ phủ định không có nghĩa là đơn thuần là sự vắng mặt của cái nào đó, mà nó lại là sự có mặt của một pháp khác đối lập. Ví dụ như vô tham không có nghĩa là vắng mặt của tham, mà còn có ý nghĩa là sự miễn nhiễm, sự vô nhiễm. Và vô sân không có ý nghĩa là sự vắng mặt của sân, mà còn là sự mát mẻ, sự hòa diệu. Và vô si không đơn thuần là vắng mặt của si mê, mà vô si còn là sự có mặt của trí tuệ. Thì chúng ta hiểu một cách rất là bình thường theo thường thức thì trí tuệ nghĩa là sự hiểu biết rõ, biết sáng suốt. Dĩ nhiên là biết sáng suốt thì ở đó chúng ta thấy rằng có một cái gì đặc biệt hơn cái biết bình thường, nhưng mà gọi là biết rõ đó thì chúng ta có thể nói rằng có hai cái biết khác mà chúng ta gọi là cái biết của tưởng và cái biết của thức. Cái biết của tưởng thì nó đúng nghĩa là nhận thức. Dĩ nhiên bây giờ khi người Việt Nam chúng ta dùng chữ nhận thức thì chúng ta không có để ý nhiều chữ nhận, mà chúng ta chỉ nghĩ là cảm nhận thôi. Nhưng mà thật ra chữ nhận thức trong ý nghĩa nguyên thủy có nghĩa là chúng ta nhận ra những dấu ấn, những dấu hiệu, và những dấu hiệu nó liên hệ đến cái gì đó mà chúng ta đã từng biết. Và do mình nhận ra, thí dụ như mình gặp anh A, mình biết đó là anh A bởi vì mình đã từng được giới thiệu anh A. Do mình đã từng giới thiệu anh A, nó còn ghi lại ở trong tâm thức của mình. Và do vậy khi gặp anh A biết, ồ, đó là anh A. Thì cái đó là nhận biết. Và nhận và biết hay là nhận thức thì cái nhận biết đó là cái biết của tưởng. Cái biết của thức là một cái biết có cái tính đơn thuần, mà ở trong tiếng Anh gọi là face value. Yeah, face value. Khi mà ví dụ như cái biết của nhãn thức là biết cảnh sắc. Cảnh sắc nghĩa là xanh vàng đỏ trắng, vuông tròn. Cái biết của âm thanh, cái biết của mùi, cái biết của lưỡi, biết của vị, biết của thức. Và cái biết đó nó chỉ là một cách biết, mà một cách biết ở trên cái hiện tượng. Nhưng mà cái biết của trí lại là một cái biết của chiều sâu, cái biết của thấu triệt, cái biết của xuyên suốt chứ không phải là một cái biết đơn giản. Ngài Narada, ngài có một cái ví dụ mà được ghi trong chú giải và nhiều vị giảng sư cũng hay dùng được. Là ví dụ như chúng ta nhìn một tờ giấy, chúng ta biết đó là tiền, bởi vì
Nhưng mà có nhiều cách biết. Biết đó là một tờ giấy hình chữ nhật, ở trên đó có in chữ, in màu vân vân. Cái biết đó là biết của thức, thí dụ như vậy. Và khi cầm cái tờ đó, biết đây là tiền Mỹ, đây là tiền Canada, đây là tiền Úc, thay mình đã từng biết, thì cái biết đó là cái biết của tưởng. Và khi nhìn đồng tiền đó, biết được đó là tiền thật hay tiền giả, hoặc giả là biết được giá trị của đồng tiền và biết cách xài đồng tiền, thì cái đó là cái biết của trí. Đó tuy là cái biết. Hay là chúng tôi nói một cách khác là ở trong bài học này có thí dụ. Là ví dụ như mình nghe người ta đọc một câu, cũng chừng đó chữ, cũng chừng đó cái âm vang, nhưng mà biết đó là một câu thơ. Biết câu thơ. Biết câu thơ mà do trực tiếp nghe cái âm vận của câu đó, thì mình nói, ồ, đây là câu thơ, có thể là câu thơ Lục Bát, hay là câu thơ Sông Thất vân vân. Nghe mới biết là thông câu thơ đó, chúng ta tạm gọi đó là thức quyền quân. Nhưng mà khi chúng ta nghe một câu thơ đó mà chúng ta biết là câu thơ này từ trong Truyện Kiều, không phải tự nhiên mà chúng ta biết câu thơ trong Truyện Kiều, mà do chúng ta đã từng học, do chúng ta đã từng biết. Biết câu thơ đó là một câu trong Truyện Kiều, chúng ta tạm gọi cái đó là một cái thí dụ cho cái gọi là tướng quân, là ghi nhận cái mà mình đã từng ghi nhận. Nhưng mà khi mà mình nói về cái biết của trí tuệ đó, thì cái biết đó nó có chiều sâu hơn. Và cái chiều sâu này nó cho chúng ta một cái nhìn tương đối là tế nhị, tương đối là sâu kín hơn. Ví dụ như là khi mà chúng ta nói về Truyện Kiều, thì dĩ nhiên là cái văn phong của Truyện Kiều, cái cách dùng từ ở trong Truyện Kiều, nhưng mà có một điều là nếu mà chúng ta đọc Truyện Kiều thì chúng ta thấy rằng cụ Nguyễn Du quả thật là một người khi mà phô diễn một cái ý tưởng đó, thì chẳng những nó đẹp mà nó rất là hợp với cái tính cách của nhân vật. Chúng ta lấy ví dụ là trong đời của nàng Kiều, thì nàng từng có một cái tương duyên với bốn người đàn ông đó, đó là Kim Trọng, rồi Sở Khanh, rồi Thúc Sinh, rồi Từ Hải. Khi mà cụ Nguyễn Du cụ viết về cái lời tỏ tình, hay cái lời tán tỉnh, hoặc giả là cái lời nói yêu thương của những người đàn ông này với thằng Kiều, thì ở đó cụ cho chúng ta biết cái tính cách của nhân vật rất là sâu sắc về tâm lý. Ví dụ Thúc Sinh là một người đàn ông sợ vợ, mà Thúc Sinh thuộc về dạng anh hùng rôn, nhưng mà chúng ta nói thường ngôn ngữ gọi là phổi bò đó. Khi gặp nàng Kiều thì nàng đã biết tính ta chăng biển trồng lấp cho bằng mới thôi. Nghe nó rất là lớn chuyện, nhưng mà thật sự thì Thúc Sinh không phải là một người có cái đảm lực như vậy. Không đảm lực là biển trồng lấp cho bằng mới thôi. Nhưng mà gặp Từ Hải thì cái ngôn ngữ Từ Hải khác. Cái ngôn ngữ Từ Hải, ví dụ như Từ Hải nói một cách rất là hào khí ngất trời. Lại đây xếp lại cho gần, phóng xem tình được vài phần hay không. Thưa rằng lượng cả bao dung, tấm thân được thấy mây rồng có ven. Rộng thương có nội có hàng, chúc thân bèo bọt giống phiền mãi sao. Từ Hải nói nghe lời, vừa ý gật đầu, cười rằng tri kỷ biết trước sau mấy người. Khen cho con mắt tinh đời, anh hùng đón giữa trần ai mới già. Một lời đã biết đến ta, muốn chung nghìn tử cũng là có nhau. Thì thưa quý vị, cách nói của Từ Hải đó, chúng ta phải nói là cách nói của một vị anh hùng, một người trượng phu mà dám nói dám làm. Nó rất là khác cách nói của Thúc Sinh. Và khi mà chúng ta đọc và chúng ta cảm nhận được cái cách phô diễn tâm lý nhân vật một cách sâu sắc như Truyện Kiều đó, thì cái biết đó không thể là cái biết của tưởng, không phải là cái biết của thức được, mà nó là cái biết của trí tuệ. Thì như vậy
Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói về sự thật đó, nó có nhiều cái tầng cấp, nó có nhiều phạm trù, nhưng mà hiểu sâu hiểu xa, hiểu có liên hệ đến nhân quả thì cái đó là cái hiểu của trí tuệ. Và dĩ nhiên là trong cái nhìn của Phật học đó, trong cái nhìn của Phật học đó thì chúng ta thường định nghĩa trí là cái gì hiểu chân xác, trí như là một cái gì hiểu đúng với chân lý. Nhưng mà thật ra trí tuệ đó thì như chúng tôi nói rằng có khi nó bàn bạc, cái tâm tình thảo nó bàn bạc, nó không nhất thiết là nó nằm ở trong cái khuôn của Phật học, khuôn của luân lý đạo đức. Mà một em nhỏ làm một bài toán đố tìm được đáp số thì cái đó cũng bằng trí tuệ. Một cái người nấu ăn mà họ nấu rất là khéo, không phải là do sự thuần thục mà nấu cách rất là sáng tạo, rất là tài tình, cái đó cũng có trí tuệ. Hay là kể ra là ngày hôm nay họ có những cái bộ máy tuyên truyền, bộ máy tuyên truyền bây giờ ở trên internet họ có những cái bộ cùng máy tuyên truyền, họ nói rằng họ chỉ là một cái cơ quan có ý kiến chứ opinion thôi chứ không phải là thông tin, và có ý kiến thì họ nghiêng về phía nào đó. Ví dụ như là bây giờ người ta có một cái cơ quan thông tin gọi là Newsmax là họ luôn luôn trình bày cái quan điểm, cái ý kiến của những người bảo thủ. Mà khi họ trình bày cái ý kiến người bảo thủ á, thì không phải là họ là một cơ quan thông tấn để mà loan tin như là AP, là Reuters để truyền đạt những tin tức trung thực, mà nó chỉ đơn thuần là ý kiến, và ý kiến của đôi khi rất là chủ quan, ý kiến của mang tới cách tuyên truyền, ý kiến là một chiều. Nhưng họ nói chúng tôi không phải làm công việc truyền thông mà chúng tôi chỉ làm việc trình bày ý kiến. Thì dĩ nhiên là những cơ quan, những cái tổ chức mà mang tính cách là cơ quan tuyên truyền như vậy đó, họ nói không trung thực. Nhưng mà trong cái không trung thực đó đó, họ lại có một cái thứ trí tuệ. Cái thứ trí tuệ đó không phải là cái tin đó đúng sự thật hay không đúng sự thật, mà cái tin đó là họ biết được giải đúng chỗ ngứa của những người biết nghe. Ví dụ như có một cái lượng thính giả, cái lượng người đọc rất lớn là những người bảo thủ, mà họ nói càng thiên về bảo thủ, họ nói càng thiên về một chiều đó, thì họ lại càng được nhiều người nghe. Thì như vậy cái trí của họ ở đây không phải là cái trí nói là sự thật về tin tức. Ví dụ như tin tức là xảy ra mỗi ngày một cách khách quan, họ ở đây cái sự thật không phải như vậy, mà cái sự thật mà họ biết được đó, cái sự thật mà họ biết được đó là sự thật là họ làm thế nào để họ câu view, tức là làm cho có nhiều người xem, làm thế nào để họ được quảng cáo, làm thế nào họ có thể, cái đó họ biết sự thật. Thì trong cái nhìn mà đại loại đó, trí tuệ nó đi với sự thật. Sự thật càng được chân xác, càng được tinh xác, thì cái trí tuệ nó càng rõ. Dĩ nhiên chiều sâu, nó có nhiều chiều sâu lắm. Nó không phải là chúng ta không có thể nói rằng một cái chiều sâu đơn giản. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một cái bàn tay đẹp, thì có nhiều người nhìn bàn tay đẹp đó là họ nhìn bàn tay này đẹp tại vì cái ngón tay dài, tại vì làn da mịn màng. Có nhiều người nhìn bàn tay đẹp tại vì bàn tay đó là khéo gìn giữ, cái đó nó cũng là sự thật. Nhưng mà có nhiều người nhìn bàn tay đẹp chỉ là một lớp da bên ngoài, và sau lớp da đó là thịt xương máu mủ, sau như là cái nhìn của một bác sĩ nhìn bằng tay. Bác sĩ nhìn bằng tay không phải nhìn của không phải là bác sĩ thẩm mỹ, mà một bác sĩ chữa trị đó, thì biết là ở trong đó cái kết cấu của gân xương như vậy, đó cũng là cái biết có chiều sâu. Nhưng mà có những người nhìn bằng tay biết rằng cái bàn tay nó đẹp chỉ là một cái lớp da bên ngoài, đằng sau lớp da đó là những gì, thịt gân xương máu mủ vân vân, thì đó cái nhìn của một thiền giả. Thì chúng ta thấy như vậy là cái nhận biết của tưởng đó, nó liên hệ đến cái kinh nghiệm đã từng trải. Cái biết của thức đó là một cái biết
rõ cái face value, cái mặt ngoài, cái mặt nổi. Nhưng mà cái biết của trí là cái biết của xuyên thấu, của xuyên suốt, có chiều sâu, có sự sâu sắc. Và không hẳn là nó phải đến tận cùng. Một hành giả thấy pháp giới này, dù là chư thiên, phạm thiên, ma vương, dục giới, sắc giới, dù là xóm làng, gia tộc, quốc độ, tất cả đều bị cái sự vô thường chi phối. Thì cái biết đó đó, nó là cái biết quán triệt, nó cũng là chiều sâu, nhiều sự sâu quán triệt. Nhưng mà có những cái biết mà rất là mặt nổi bên ngoài, nó cũng có một phần chiều sâu, mình chiều sâu ít hơn, thì nó lại là, nó cũng là một thứ trí tuệ. Thì riêng về trong Phật học đó, mà chúng ta nói qua cái cách nói, qua cách nói đại loại, thì trí tuệ được nói với rất nhiều tên gọi, rất là nhiều cái khía cạnh rất phương diện khác nhau. Có thể nói rằng trí tuệ đóng một vai trò quan trọng, quan trọng, vô cùng quan trọng ở trong cái quá trình tu chứng. Từ một vị mà tu tập để dùng được cái gọi là trí văn nghe và học đạo lý của bậc thánh, cho đến một vị có cái trí tư như là Yoniso Manasikara, là khéo tư niệm hay là khéo tác ý, cho đến cái trí tu, tức là thấy rõ được chân tướng của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, thì cả ba cái đó nó đều là trí hết. Và do vậy không có gì ngạc nhiên khi mà ở trong Phật pháp, kể cả thắng pháp và kể cả kinh tạng, thắng pháp tạng, kinh tạng đều có nhiều cái chi pháp, có nhiều cái tên gọi, tùy theo cái bản liệt kê. Ví dụ như ở trong tứ thần túc chúng ta có thẩm thần túc là trí tuệ, hay là ở trong ngũ căn ngũ lực thì chúng ta có tuệ căn tuệ lực, ở trong thất giác chi chúng ta có trạch pháp giác chi, ở trong bát chánh đạo chúng ta có chánh kiến như thế. Thì những cái tên gọi này nó đều là trí tuệ. Dĩ nhiên là trí tuệ nói ở một cái phạm trù nào đó, một cái lãnh vực nào đó nó có ý nghĩa khác. Nhưng mà trí tuệ thì chúng ta có thể nói rằng có mặt xuyên suốt, và có mặt xuyên suốt. Mặc dù là ngay cả mặc dù như là chúng ta nói trong tam học là giới, định và tuệ, thì nghe thì tuệ chỉ có tính mức tu tuệ mới có trí thôi, không phải vậy. Mà ngay cả trong giới thì cũng có mặt của trí tuệ, ở trong định cũng có mặt của trí tuệ. Như chúng ta nghe nói khi mà mình tu tập mà ngũ căn mà nó chênh lệch với nhau, nó tạo ra sự chứng đắc. Rằng có thể nói rằng ai mà đọc nhiều về kinh Phật thì chắc chắn rằng thấy được cái vai trò của trí tuệ, đó là một vai trò rất là đa dạng, rất là nhiều. Một vị mà chứng đắc đến mức độ tối cao đó thì gọi là câu phần giải thoát, thì được mô tả là có cả hai định lực và tuệ, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát ở mức độ cao nhất. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điểm như vậy là trong ý nghĩa vĩ mô hay là đại loại đó, thì cái trí tuệ nó đi với sự thật. Về điểm này nó lại là một cái điểm soi sáng rất là quan trọng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là một bác sĩ mà chữa được bệnh, thì vị bác sĩ đó phải có một cái sự tinh xác về bệnh trạng, về nguyên nhân của căn bệnh, và không có ý nghĩa, không có hiểu biết về bệnh trạng, nguyên nhân căn bệnh đó, thì rất là khó để mà chữa. Như chúng ta biết hiện tại bây giờ cả thế giới là đang bị điên đảo bởi bệnh dịch do COVID-19 hoành hành. Nhưng mà để giải quyết vấn đề này, đầu tiên người ta phải có nhiều cái dữ kiện, nhiều dữ liệu. Họ nghiên cứu là COVID-19 là loại virus như thế nào, và loại virus đó nó sống ra sao, nó lây nhiễm thế nào, và nó có một cái tác hại thế nào. Càng biết nhiều về nó thì người ta càng có thể đưa ra những cái biện pháp phòng chống mà chúng ta gọi là vaccine, rồi lại đưa ra những pháp trị liệu. Ví dụ như là người ta sử dụng những phương biện pháp như là steroid, hay là có một vài thuốc trị liệu mà cũng có kết quả, mặc dù chưa có thuốc trị nào mà kết quả 100%,
Nhưng mà ít nhất là hiện nay họ biết có một số hỗn hợp, một số cocktail có thể trị được virus. Và vì vậy càng ngày thì cái số người chết mà so với số người lây nhiễm nó lại là một cái tỷ lệ nghịch. Ví dụ như ngày xưa 100 người bị nhiễm thì 7-8 người chết, tức là khoảng 7-8%. Bây giờ chúng ta nói 100 người bị lây nhiễm thì chỉ có 2-3 người chết. Và cái, nếu chúng ta đọc kỹ thì có con số lây nhiễm bây giờ nó rất là rộng, nhưng mà cái con số người chết dĩ nhiên cũng nhiều rồi. Như ở Mỹ này có 14 triệu người lây nhiễm mà có mà chúng ta chỉ có 270.000 người chết, thì chúng ta so lại với cái phần trăm đó thì nó không cao. Dạ, không cao. Điều đó nó cho chúng ta thấy rằng cái khả năng mà hiểu biết sự thật đó, nó rất là quan trọng. Cái quan trọng đó tại đây là chúng ta càng đến gần với sự thật thì chúng ta lại càng có khả năng để tìm ra nguyên nhân một cách đúng. Không ai mà giải quyết vấn đề gì đó mà không biết xác thực. Và cái biết xác thực nó là quan trọng. Thì cái biết xác thực nó có nhiều việc lắm. Ví dụ như ăn tự nhiên đau bụng thì ta phân ra không biết mình đau bụng nên ăn món gì. Thì khi mình biết đau bụng hồi sáng giờ mà không ăn gì hết, chỉ ăn món chè đó, có thể chè để qua đêm ở ngoài không đến tủ lạnh thì nó đau bụng nhá hàng. Thì khi biết rõ nguyên nhân thì mình mới có thể trị liệu được. Thành ra trí tuệ đó nó luôn luôn có một cái ý nghĩa liên kết là nó hiểu biết xác thực. Xác thực tức là gắn liền với sự thật. Vì vậy tại sao trong Phật giáo đó khi mà nói việc tu tập trí tuệ, huân tập trí tuệ hay là thành tựu trí tuệ đó, thì Đức Phật ngài dạy là chúng ta luôn luôn nên có một cái khả năng quán hay là quán niệm, quán chiếu sự thật. Nhìn càng lâu thì chúng ta biết càng rõ. Với một người không có tu, không có hiểu biết thì mỗi lần chúng ta khởi lên cái vui, cái buồn thì chúng ta tin vào cái vui, cái buồn đó. Và đôi khi chúng ta tin một cách tuyệt đối. Liệt tuyệt đối là như vậy. Mình có cái gì không có hài lòng tự nhiên mình phản ứng về chuyện đó. Mình muốn rằng thế giới này phải làm cho mình hài lòng. Hay là mình rất là sợ hãi khi có những điều gì đó mà không hài lòng. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu thì chúng ta thấy rằng cái thuận và cái nghịch nó không tránh khỏi. Cũng giống như sáng nắng chiều mưa, ví dụ như là ngày và đêm, cái vui cái buồn chúng ta đến đi như vậy. Và cái vui nó cũng vô thường, cái buồn nó cũng vô thường. Không ai mà có tu tứ niệm xứ mà nghĩ rằng một cái niềm vui mà nó sẽ miên viễn, nó sẽ là mãi mãi như vậy. Cái vui nó đến thì nó sẽ có lúc chấm dứt, và cái buồn cũng vậy. Và đôi lúc một khi hành giả quan sát cái vui buồn nhiều thì mình thấy rằng nó không nhất thiết là mình vui buồn là do cảnh ở bên ngoài, mà nó lại do chính tự cái bản chất của cảm thọ. Mình nghe bản nhạc hay, mình nghe nó hấp dẫn, nghe nó hay, nhưng mà bỏ mình nghe đi nghe lại 100 lần thì cũng bản nhạc đó, nhưng mà lần đầu nghe hay, lần sau từ từ cái tâm nó thay đổi. Cái cảnh nó không thay đổi nhưng cái tâm nó thay đổi. Hành giả biết rằng đó là sự vô thường của cảm thọ. Cảm thọ đơn giản như vậy. Nên chúng ta như vậy là tại sao trong Phật Pháp dạy chúng ta nên đối diện với sự thật, nên nhìn vào sự thật. Lấy ví dụ hàng ngày một hành giả quán niệm lời Đức Phật dạy là tất cả chúng ta không ai trẻ mãi mà không già, không ai khỏe hoài mà không bệnh, không ai sống hoài mà không chết, không ai luôn luôn sum họp, luôn luôn sum vầy với người thân của mình mà không có chịu cảnh sanh ly tử biệt, không ai không có nghiệp riêng để rồi có những cái chặng đường, có những ngã rẽ mà chúng ta phải đi một mình theo cái nghiệp của mình. Năm điều đó, đó nếu chúng ta thường xuyên quán tưởng thì chúng ta sẽ thấy những điều đó trong cuộc sống của mình. Do vậy Đạo Phật có thể nói là một cái tôn giáo hay là một cái hệ tư tưởng mà khuyến khích chúng ta nên chịu khó đến gần sự thật, mở mắt ra nhìn sự thật. Có những sự thật mình không thích, không phải sự thật nào cũng thích đâu. Chúng ta nhớ một điều như vậy là
chúng ta chỉ thích những điều mà nó mơn trớn, nó vuốt ve chúng ta, nó nịnh hót chúng ta, nhưng mà chúng ta không thích những sự thật, mà sự thật đó nó đi ngược lại với cái mong mỏi của mình. Nhưng đạo Phật khuyên chúng ta rằng đối diện với sự thật thì khoan đặt vấn đề là mình có thích hay không thích, hãy mở mắt ra nhìn vào sự thật. Dạ, bởi vì sự thật, người nào mà càng có khả năng nhìn vào sự thật thì người đó đạt đến một cái mức độ là khách quan, và khách quan đó nó là một cánh cửa của trí tuệ. Dạ. Cái người nào mà nhìn bằng chủ kiến, thành kiến, định kiến, biên kiến thì cái nhìn đó khó đến sự thật đó. Mà càng nhìn bằng định kiến, thành kiến thì chúng ta càng ngu, chứ đâu có không có sáng suốt đâu. Bởi vậy trước khi mà chúng ta tiếp thu sự thật thì chúng ta phải mở lòng ra. Cũng giống như là người ta nói rằng mình đi coi văn nghệ mà mình lúc đầu cũng nói cũng bằng mình đâu có thưởng thức, họ đâu nghe được, mà mình muốn nghe cũng thưởng thức thì trước nhất mình phải im lặng. Dạ, thì cũng vậy, trong đạo Phật dạy rằng khi mà chúng ta muốn nhìn một sự thật, trước nhất là chúng ta phải giảm bớt cái nhìn chủ quan, định kiến. Ở trong thiền tông họ nói có một câu chuyện, đó là một người đến hỏi đạo vị thiền sư, nhưng mà người này cứ nguyên thuyên hết thì quan điểm này quan điểm khác. Vị thiền sư chỉ lắng lặng lấy cái bình trà rót một rỗng chung, mà cái chung đã đầy rồi vẫn tiếp tục rót. Thì cái người hỏi đạo đó họ cản lại, họ nói rằng nước đã đầy rồi, tại sao ngài tiếp tục rót nữa? Thì vị đó nói rằng thì cái đầu của anh cũng vậy, nó đã chứa đầy ẩm rồi, tôi không thể nào thêm một cái gì được, có thêm mà nó cũng tràn ra thôi. Câu chuyện đó thì nó có tích cách thiền, nhưng mà nói lên cho chúng ta một cái ý nghĩa là để có thể đến gần sự thật, là cái khả năng đầu tiên là chúng ta phải mở lòng, chúng ta cái nhìn phải cởi mở, phải rộng mở, phải trong tiếng Anh gọi là open minded hay là phải being receptive, tức là chúng ta phải mở rộng ra. Nếu chúng ta không có chịu đầu tiên một cái nguyên tắc là đến gần với sự thật, chấp nhận sự thật, thì chúng ta rất khó. Chúng ta rất khó để mà có thể hiểu được. Chúng tôi có một lần đi với một vị hòa thượng cũng lớn, hòa thượng Minh Bắc Tông, cũng rất là thân. Mặc dù hòa thượng đó cũng biết bên Nam Tông là không có theo cái cách mà ăn chay thường, có cúng gì ăn đó thì, nhưng mà hòa thượng là người đó có tâm rất là sùng kính Đức Dalai Lama. Nhưng mà trong cái bài pháp hôm đó thì Đức Dalai Lama ngài có nói rằng ngài kêu gọi mọi người nên giảm bớt cái chuyện sát sinh. Ngày hôm nay cái hệ thống sát sinh toàn cầu đó, nếu mà chúng ta thấy rõ thì rất nguy hại. Nhưng mà ngài nói rằng mặc dù nói như vậy, nhưng mà bản thân của ngài bị vấn đề sức khỏe, và trong Phật giáo Tây Tạng ngài quen không có quen ăn chay, thành ra ngài không ăn chay. Thì khi mà cái người thông dịch họ dịch như vậy đó, thì vị hòa thượng này rất là bất mãn. Vị hòa thượng này nói rằng khi mà biết Đức Dalai Lama không ăn chay thì không còn muốn nghe nữa, và bước ra bên ngoài, hòa thượng bỏ đi ra bên ngoài hẳn. Thì chúng tôi hiểu được cái tâm trạng của hòa thượng, và hiểu được tâm trạng của hòa thượng khi mà mình có một cái nhìn cái gì đó mà mình nghĩ rằng đạt đến mức độ ảo diệu cao siêu như vậy thì chỉ có một người ăn chay thì mới có thể đạt đến thôi. Khó tưởng tượng một người hiền mà lại ăn mặn, hay có một bậc thánh mà ăn mặn. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta tiếp xúc với những nền văn hóa khác trên thế giới thì cũng có những quốc gia có những nền văn hóa mà người ta không ăn chay, nhưng mà vẫn có những con người rất là thiện, rất là đẹp, rất là từ mẫn, rất là từ ái, chứ không phải chỉ có những nhưng mà mình có cái đồng gắn liền với nhau. Giờ không ăn chay thì không có từ bi, thì những cái văn hóa, những tôn giáo mà những cái tông phái mà người ta không có người ăn chay thì hoàn toàn là không thể có từ bi được. Thì điều đó nó trở thành một sự gắn chặt. Chúng ta không có dùng cái thái độ khách quan. Hay là có nhiều người cũng nói rằng mình đầu năm đầu tháng mình không nên nói tới vô thường. Nói đến vô thường thì xui. Cái chuyện mà nói về trong đầu óc của chúng ta, khi mà trong những lễ cưới ngày đầu năm tháng thì tuyệt đối không nên nói về vô thường. Thì thưa quý vị,
một điểm đầu tiên của trí tuệ đó là cái khả năng để chịu khó lắng nghe một cách khách quan. Và những khách quan là gì? Khách quan là không có nhìn bằng định kiến, thành kiến. Khách quan là một cánh cửa mở đến gần với sự thật. Và vì vậy đạo Phật dạy đến cái cách khách quan là để chúng ta chuyển trí tuệ là bằng cách nhìn vào sự thật. Chúng ta nhớ một gì về trí tuệ là cái biết một cách xác thực. Trí tuệ là cái biết của tinh sát, và nó đụng tới chuyện xác thực được thì nó rất là cần thiết để hiểu rõ và để hiểu rõ về cái tính gọi là tính cách hiểu biết sáng, hiểu biết rõ, nên gọi là trí tuệ. Bây giờ thì chúng tôi có nói ở tại đây là cái vai trò của vô si hay của trí tuệ ở trong các cái tâm tình hảo đó. Thứ nhất là trí là một ở trong những cái năng lực có tư cách dẫn đạo, nên gọi là quyền. Chữ quyền ở đây, indriya ở đây tức là nó giống như là ở trong tiếng Anh có chữ faculty. Faculty một cái một cái quyền đó, tức là cái gì có khả năng dẫn đạo. Cái dẫn đạo này nó mang một ý nghĩa hết sức là quan trọng, là nó ảnh hưởng lớn. Dĩ nhiên là tất cả thuộc tánh khi mà đồng sanh nó đều có vai trò, đều có ảnh hưởng. Nhưng một cái vai trò ảnh hưởng đó, về ảnh hưởng mang tới cách dẫn đạo thì nó không thể so sánh với các quyền được. Nó có nhiều thứ quyền, nhưng mà đặc biệt ở tại đây là trí tuệ luôn luôn nó có một ảnh hưởng với các pháp đồng sanh. Thành ra những người mà sống với trí tuệ đó, sống với trí tuệ nổi bật, thường xuyên trí tuệ đó, thì vai trò của trí nó luôn luôn có ảnh hưởng. Và ở đây chúng tôi cũng có cái thí dụ về cái biết của thức và cái biết của trí. Trí nó giống như ánh sáng. Ánh sáng mục đích là soi rọi, là làm rõ. Thì như là mình xài máy thì cái flash cái ánh sáng của flash nó làm cho cái hình nó hiện rõ. Và cái biết của thức nó giống như cái lens. Và cái thức mà bị si mê thì giống như cái lens nó bị dơ. Cái lens đó, cái ống kính nó là một lẽ, ống kính là cái biết của thức, nhưng mà cái mà soi rọi làm cho chúng ta thấy rõ đó giống như cái đèn, như cái flash. Dạ. Giờ ở đây thì vai trò của trí đạo khiến cho các pháp đồng sanh nhận biết một cách sắc nét, một cách rõ ràng, một cách sâu sắc, một cách có chiều sâu đối với cảnh. Dạ. Đó là vai trò của thuộc tánh. Thì thưa quý vị, mặc dù giảng bài học nhưng mà chúng tôi cũng đã nói về trí tuệ quyền ở cái phần ngữ và nghĩa rồi, chỉ nhắc ở đây thêm một điều rồi. Sở dĩ không gọi là trí không mà gọi là tuệ quyền, bởi vì đây là pháp có ảnh hưởng. Trong cái mục mà nên cẩn thận đó, thì chúng tôi có nói đến một cái trường hợp này là bằng thêm thôi, chứ nó không hẳn là liên hệ đến bài học của chúng ta. Nhưng mà vì sự bàn thêm này thì chúng ta nói đề tài liên quan đến trí tuệ. Đó là chữ bát nhã. Chữ bát nhã Phật pháp thì chữ bát nhã là một cái phản âm từ tiếng Sanskrit là prajna, và prajna hay là trong tiếng Pali là banya. Thì đơn thuần prajna hay là banya đó, chúng ta âm là bát nhã. Nhưng mà cái chữ âm này đó nó như là một trường hợp tương tự rất là nhiều thuật ngữ Phật học, nhiều phật tử Phật học khác đó, mà người Trung Hoa họ không dịch và họ lại âm. Thật ra họ cũng thí dịch là trí tuệ, nhưng mà họ không âm là trí tuệ, mà âm là bát nhã. Như chúng tôi nói chữ Nam Mô, thay vì chữ Nam Mô âm là Nam Mô, âm là dịch là kính lễ, họ không dịch kính lễ, họ là Nam Mô. Chữ Nam Mô nó có cái hàm nghĩa khác, mà cái chữ kính lễ nó không lột được ý nghĩa. Thì thật ra trong cái văn học phản ngữ á, dạ, trong cái văn học phản ngữ á, thì Banya là Banya,
Dạ, trí tuệ là trí tuệ. Nhưng mà khi người Trung Hoa họ dùng chữ bát nhã đó để làm chữ âm của chữ chữ trí tuệ, chữ ba nha đó, thì nó lại là hàm một cái nghĩa khác. Dạ, hàm nghĩa khác mà chúng ta không nên lầm lẫn với chữ trí tuệ thường. Ở đây thưa quý vị, như chúng tôi có trình bày trong rất là nhiều đoạn trước đó, thì trong Phật giáo của kinh điển Pali thì đề cập đến sự giải thoát đó, là sự giải thoát cả năm uẩn, cả năm uẩn, kể cả hành uẩn, và trí tuệ thuộc về hành uẩn. Dạ, trí tuệ thuộc về hành uẩn. Vâng, trong Tam Tạng Pali cũng không có nói đến trường hợp là một bậc hoàn toàn giải thoát, một Tathā Kata, một Như Lai đó, một vị hoàn toàn giải thoát, thì cái cứu cánh đó là mình còn hay không còn, và còn như thế nào và không còn như thế nào, thì Tam Tạng Pali không đề cập đến. Và vấn đề này nó trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Phật giáo hậu thời. Dạ, về hậu thời rất nhiều người thắc mắc là rồi mình tu vào đâu, mình tu mình rồi tất cả mình mất hết, mình biến hết hay không hay sao. Thành ra có một cái một điều được đưa ra, đó là còn lại cái gọi là tuệ quả, còn cái gọi là tuệ giác, và cái tuệ giác đó là bất sanh bất diệt. Dạ, tuệ giác đó nó đi vào cảnh giới của vi diệu, cảnh giới của bất khả tư nghi. Cái đó gọi là banya, maha banya paramita, và gọi là bát nhã ba la mật đa. Thì cái trí tuệ mà gọi là bát nhã đó được xem là trí tuệ giải thoát. Như trong giáo lý bát nhã, thật sự mà nói đó thì cái trí tuệ đó như chúng ta đọc thì nó đạt đến cái cảnh như với là tức là hiểu về niết bàn. Niết bàn ở đó không có không thiện không ác, không sanh không diệt, không này không kia. Nhưng mà giáo lý bát nhã thì đặc biệt nói đến cái sự tồn tại của trí tuệ. Khi mà đã đạt đến cái đích điểm giải thoát tối hậu rồi thì còn cái sự tồn tại của trí tuệ bát nhã. Và do vậy á, cũng phải nói thêm rằng cái chữ ba la mật, chữ ba la mật hay chữ độ, giải dung thập độ hay là mười pháp ba la mật á, đại trí độ, tức là một cái từ khác của cái từ là trí tuệ bát nhã ba la mật đa, nếu mà dịch tới rồi dịch là trí độ. Còn âm ba la mật và ba la mật dịch là độ, và bát nhã là trí. Thì trong cái bộ luận đại trí độ hay là bát nhã ba la mật đa mà sau này phát triển thành hệ thống giáo lý bát nhã đó, thì cái chữ ba la mật đó nó không giống chữ ba la mật trong Phật giáo, trong kinh điển Pali. Ba la mật trong kinh điển Pali là cái pháp đưa đến bờ bên kia. Dạ, pháp đưa đến bờ kia như là bố thí, trì giới, vân vân, cái tu tập đưa bờ kia. Còn trong bát nhã ba la mật á, thì được hiểu là nó đã là một sự thành tựu của bờ bên kia. Dạ, chúng ta nên nhớ rằng khi mình nói đến bát nhã ba la mật thì cái bát nhã không có ý nghĩa là trí và đơn thuần, mà ba la mật cũng không có nghĩa là cái pháp đưa đến bờ bên kia. Tức là pháp dẫn đến bờ kia gọi là đáo bỉ ngạn, mà cái này đã đến bờ bên kia rồi, cái tồn tại còn lại là cái trí tuệ mà đã đến bờ bên kia rồi gọi là bát nhã ba la mật. Nên chúng ta phải rất là cẩn thận là bát nhã là cái phản âm của chữ prajna, nhưng mà khi người Trung Hoa họ dùng chữ bát nhã đó thì với một cái điểm nhấn, với một cái hàm nghĩa khác đó, thì cái chữ bát nhã đó nó đi xa hơn là cái nghĩa của chữ prajna nguyên vị. Chúng ta cố cẩn thận cái việc đó. Và chúng tôi tin rằng chữ bát nhã là một ở trong những cái đóng góp, những cống hiến rất lớn của Phật giáo Trung Hoa đối với nền Phật học thế giới, bởi vì qua đó người ta nhận ra được một điều rằng từ một cái thuật ngữ nó trở thành một cái hệ tư tưởng, và hệ tư tưởng này nó có tính cách sâu rộng. Do đó chữ bát nhã trong cái Phật học Hán ngữ đó, nó có cái nghĩa khác hơn, rộng hơn trong cái chữ Panya trong tiếng Phạn nữa. Dạ, Panya tiếng Phạn thì dĩ nhiên được giảng với nhiều chiều kích khác nhau, nhưng mà như trong luận trí độ chẳng hạn, nhưng mà riêng người Trung Hoa họ đã thiết lập ra chữ bát nhã trở thành một cái hệ hệ tư tưởng, một cái nền giáo lý mà rất là
rất là khác biệt so với cái trí tuệ bình thường. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Bát nhã được phiên âm là bát nhã, nhưng mà bát nhã không có cái ý nghĩa hẳn giống như chữ bát nhã. Bát nhã đã trở thành giống như một cái cây mà nó ra cành, ra lá, nó ra cái bóng, và cái bóng đó nó đã bao cả cái gốc, nó lớn hơn cái gốc. Cái tàn, cái nhánh nó lớn hơn cái gốc. Thì chữ bát nhã ở trong Phật học, chữ Hán nó lại to rộng hơn là chữ bát nhã trong tiếng Phạn. Chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Thưa quý vị, đó là vài điểm mà chúng tôi muốn nói về ý nghĩa của cái thuộc tính vô si hay là tuệ quyền ở trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc và bây giờ phần này ở đây và bước qua phần tiếp theo. Thì Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu không biết Thượng Tọa có trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa giảng cho phần thứ hai của bài học. Một lần nữa xin được hỏi dạ. Ồ dạ, rất là hoan hỷ. Hôm nay thì như chúng tôi thưa quý vị rằng thuộc tính vô si hay là thuộc tính trí tuệ mà được giảng tiếp theo thuộc tính vô sân mà không phải nằm trong lớp tình hảo là do cái lời của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Do đó bây giờ thì kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Thượng Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một ít phút để chờ đợi Thượng Tọa giảng đạo. Sẵn câu thảo luận. Để tính thưa quý vị, như chúng ta được biết, mặc dù vô tham vô sân vô si là bộ ba của căn thiện hay căn vô ký, kusala mula căn hay là abhyagata mula căn, mặc dù là bộ ba như vậy nhưng mà chỉ có vô tham vô sân với luôn luôn là có mặt ở trong các cái tâm tình hảo. Và luôn luôn vô tham đồng sanh với vô sân, vô sân đồng sanh vô tham. Còn riêng về vô si tức là trí tuệ thì không phải lúc nào, không phải luôn luôn có mặt trong chính ngũ tâm tình hảo. Mà ở đây chỉ có 79 tâm tình hảo tương ưng, tương trí mà thôi nha, gọi là cha nát samayutta. Với lại vô si tức là trí tuệ thì nó có thể có đi chung với vô tham sân, nhưng mà cũng
Có khi vô tâm sanh đi mà không có vô si. Trường hợp đó là trường hợp nhàn quyết của chúng ta, bất tường trí. Trong khi đó thì cái căn bất thiện ở Kusala Mula căn thì tham sân, căn tham căn sân không bao giờ đi chung với nhau. Và căn tham căn sân thì nó không phải là bất thiện biến hành, mà nó riêng lẻ. Căn tham thì nó chỉ có mặt ở trong tâm tham, căn sân chỉ có mặt trong căn sân, trong tâm sân. Chỉ có căn si là mới là bất thiện biến hành, là có mặt đều đủ trong 12 căn bất thiện. 8 căn tham, 2 căn sân, 2 căn si đều có căn si cả. Đó là cái sự khác biệt giữa căn bất thiện và căn thiện. Trở lại, chúng ta nói đến trường hợp cái tâm tịnh hảo bất tương trí. Hay là tâm tịnh hảo duy trí. Ở đây thưa quý vị, vì trí hay là tuệ quyền hay là vô si, nó đóng một vai trò quan trọng trợ cho các pháp đồng sanh biết cảnh với một cái sự nhận thức đối tượng rõ ràng. Có sự hiểu biết thông thấu. Như vậy thì có những trường hợp bốn tâm thiện, bốn tâm đại thiện hay là bốn thiện dục giới, ly trí hay bất tường trí, hai tâm thiện ly trí thuộc thọ hỷ và hai tâm thiện ly trí thuộc thọ xả. Khi một người tạo công đức phước báo, họ có niềm tin họ có cái tâm xả bỏ không có dính mắc và cái tâm mát mẻ quan hỷ để làm, nhưng mà lại không có cái sự nhận xét tế nhị, không có sự suy xét chu đáo để rõ biết nhân và quả. Của cái việc làm thì như vậy, người này khi mà làm thiện thì tâm thiện đó là tâm thiện ly trí. Ở đây cái tâm tịnh hảo ly trí nó chỉ là một loại tâm ở trong cái địa phước dục giới, tức là thiện dục giới ly trí, tâm quả dục giới hữu nhân ly trí, tâm tốt dục giới hữu nhân ly trí. Còn tâm thiện, tâm quả, tâm tốt
thuộc về sắc giới, vô sắc giới, hay là tâm thiện, tâm quả, tội siêu thế, thì hoàn toàn những tâm tịnh hảo đó là phải có nhân vô si, có trí tuệ đồng sanh. Chúng ta lại nói cái trường hợp tại sao cái tâm quả dục giới hữu nhân, trường hợp nào gọi là ly trí? Ở đây thưa quý vị, khi một người làm thiện, mà họ thiếu tâm tư, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu, không có cái sự suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, thì như vậy cái tâm thiện này nó lại tạo ra cái tâm quả có vấn đề, có thể là ly trí và có thể là vô nhân. Cái tâm quả vô nhân, thí dụ nhận thức quả thiện, nhĩ thức thiện, điển thức quả thiện, thiện thức quả thiện, thức thức quả thiện, tiếp thông quả thiện, hay là tâm quan sát quả thiện, thì đó cũng là tâm quả của tâm thiện dục giới, nhưng mà hoàn toàn vô nhân, là vô, nó không có vô tham, vô sân, vô si tương ưng. Trong khi đó, nếu một người làm phước mà có đủ tâm tư, mặc dù lý trí nhưng mà có đủ tâm tư, thì họ sẽ có thêm được cái tâm quả dụng với nguồn dân mà chúng ta gọi là tâm đại quả Mahavipakacitta. Và cái tâm đại quả này là ly trí. Mặc dù tâm đại quả ly trí, nhưng mà nó vẫn có hai nhân tương ưng là vô tham vô sân. Như vậy thì nó mạnh mẽ hơn là cái tâm ly trí. Người mà tục sinh bằng cái tâm quả thiện vô nhân, tức là tâm quan sát thọ xả quả thiện đó, thì hoàn toàn không có ba nhân lúc tục sinh, thì họ trở thành cái người gọi là lạc vô nhân Ahetuka số là tiếng quốc lá. Thì đối với người lạc vô nhân, khi mà họ sanh ra ở cõi nhân loại, thì họ cũng là con người, nhưng mà họ có cái khuyết tật về thân cũng như khuyết tật về tâm. Chúng ta thường nhìn thấy có một vài người xuất hiện ở trên đường phố, họ ngờ ngợt như là một người bị bệnh tâm thần vậy đó. Thì đó là cái hạng người gọi là có thể là lạc vô nhân. Vì rằng tâm của họ quá yếu, do đó cho nên cái chữ cử chỉ quy nghi, đi đứng nằm ngồi, họ không có chỉnh chạc, họ không có đàng hoàng, không có đẹp. Họ đi, họ muốn té, họ phải gượng, hoặc là khi họ nhìn không có cái ánh mắt, không có đi thẳng được, mà họ phải biểu hiện
một cách khó khăn, thể hiện một cách khó khăn, vân vân. Thì như vậy gọi là lạc vô nhân, do nó tục sinh bằng cái tâm quả thiện mà chẳng những là ly trí mà là vô nhân nữa. Nhưng mà đối với người mà tục sinh bằng cái tâm đại quả, có tương, có nhân tương ưng là vô tham sân. Chỉ có cái là ly trí thì người này sinh ra cái bộ dạng của họ, cái tư cách của họ nó cũng giống như cái người tục sinh vào tâm tâm nhân vậy. Nhưng mà có điều là về phần trí tuệ thì họ thiếu khuyết. Nhưng mà nhờ có cái nhân, có cái tâm vô tham tâm sân, cho nên đối với người này thì họ cũng có một tính cách mạnh mẽ của nội tâm vậy. Còn người mà tục sinh bằng cái tâm quả dục giới, hữu nhân hay là tâm đại quả, đủ tâm nhân đó, rồi vô tham vô sân si, thì người này có cái trí tuệ bẩm sinh gọi là cha tí và nhà, có trí tuệ bẩm sinh. Thì như vậy người này cái căn tánh của họ thuộc về căn trí, thì ngay trong hiện tại họ có thể tu tập chứng đắc thiền. Ngay trong hiện tại họ có thể tu tập chứng đắc đạo quả ngay trong hiện tại được. Cho nên có một vị chư thiên hỏi Đức Phật, nội truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị truyền, bị truyền một phước. Con hỏi Gotama, ai thoát được truyền này? Thì Đức Phật đã trả lời rằng người có trí trung giới, tu tập tâm và tuệ, về tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Thì ở đây trong bài kệ mà Đức đã trả lời, thì cái gọi là Sampanyo là người có trí trung giới, tu tập tâm và tuệ, gọi là Panyang Savaye. Thì người ta sẽ thắc mắc rằng đã gọi là người có trí, tại sao một còn tu tập tuệ nữa? Thì ở trong Thanh Tịnh Đạo ngày Bố Thất Cô Xá, ngài mới giải thích cái chữ Sapanya, Sapanyo, người có trí ở đây đó là chỉ cho người có trí tuệ bẩm sinh, do tâm tác tục cách thí sanh thí từ ngừng trí. Tức là họ tục sinh bằng cái tâm quả tâm nhân, tâm quả dùng giới tâm nhân, do đó họ có căn trí. Thì có căn trí làm nền tảng đó, thì như vậy ngay trong hiện tại họ muốn thành tựu được đạo quả thì người đó phải tu tập thêm về tuệ, tức là tu tập về tuệ quán minh sát, Vipassana Ñāṇa. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái trường hợp cái tâm quả dùng với hữu nhân, tương ương trí và lý trí là cái trường hợp này, là cái trường hợp một người làm phước tâm thiện, có tương trí thì tâm quả sẽ tương trí, còn tâm thiện mà làm việc ly trí thì tâm quả nó sẽ là ly trí. Và trường hợp tâm quả
hợp trí và lý trí, nó làm việc tái tục, làm việc tục sinh cho cái chúng sanh, thì nó sẽ trở thành một người có căn trí và một người không có căn trí, để dễ dàng tu tập cái pháp thượng nhân Uttarimanusatthama. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại nói qua về cái tâm duy tác, hay là cái tâm cố dụng với hữu nhân, hay gọi tắt gọi là tâm Mahadeya, tức là tâm đại tố, tâm tâm động lực của vị A-la-hán. Là một vị A-la-hán, một bậc đoạn lậu, một bậc lậu tận khi na sa vu, thì làm sao mà gọi là tâm của Ngài là ly trí được? Ở đây thưa quý vị, cái trường hợp ly trí của vị A-la-hán không phải là trường hợp Ngài dốt nát hay là Ngài bị vô minh chi phối, mà cái sự mà cái tâm mà ly trí, tâm tối ly trí, là vì rằng lúc đó Ngài không có vận dụng trí, không có dùng trí mà thôi. Cũng ví dụ như một người nhà giàu vào buổi sáng, ông ta đi bách bộ ở trong cái công viên, để mà thể dục cho khỏe. Thì trong lúc ông ta đi như vậy đó, thì ở trong túi của ông ta không có tiền. Mà ông ta không có tiền không có nghĩa là ông ta nghèo, mà chỉ tại vì trong trường hợp đó là ông ta không cần phải dùng tiền trong lúc đi như vậy. Cho nên một người nhà giàu mà họ đi bắt bộ dạo chơi, họ không có mang tiền, họ không có tiền trong túi, cái trường hợp đó khác với một người ăn xin nghèo khổ ngồi ở trên đường phố mà không có tiền. Hai trường hợp khác nhau. Cái tâm bất thiện không có trí, đó là vì vô minh chi phối. Một kẻ phàm phu khi mà làm thiện, cái tâm thiện lý trí là do người này không biết cách suy nghĩ để phát sinh trí tương ưng với tâm thiện. Nhưng mà đối với A-la-hán thì trường hợp nào cần sử dụng trí thì Ngài mới phát huy trí tuệ, còn trường hợp nào không cần thì Ngài không có phát huy trí tuệ. Có những lúc đó thì những lúc cũng trở thành cái tâm động lực tố ly trí như thường. Cho nên trong tâm tịnh hảo thì có bốn tâm thiện ly dục giới ly trí, bốn tâm quả dục giới hữu nhân ly trí, và bốn tâm tố dục giới hữu nhân ly trí. Như vậy có tất cả là 12 tâm ly trí ở trong 91 tâm tịnh hảo. Và như vậy thì còn lại, trừ ra 12 tâm ly trí đó, còn lại 79 tâm tịnh hảo kia thì có trí tuệ, có nhân vô si. Ở đây chúng ta cần phải nhớ biết thì nói là nói như vậy thôi, nhưng mà chắc có lẽ là chúng ta chưa có học qua, hoặc là chúng ta chưa có từng nhớ bài, thì chúng ta sẽ khó nằm lòng được những cái vấn đề này. Thôi thì bây giờ quý vị chỉ nghe cho có nghe như vậy, rồi thời gian sau chúng ta học dần dần, chúng ta sẽ quen với cái trường hợp ở tâm sở phối hợp với tâm nào và ý nghĩa như thế nào, thì lúc đó thường tọa nhất đẳng và chúng tôi sẽ
cố gắng trình bày để cho quý vị nắm bắt, quý vị hiểu. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta đã có câu thảo luận rồi. Xin trước lời ở đây thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng điều họp. Rất hoan hỷ là giờ này có Thượng Tọa Từ Viên, có Đại Rơn Pháp Tính nữa. Chúng tôi xin đề nghị Thượng Tọa Nhật Đẳng hoan hỷ điều họp trước cho Thượng Tọa Tự Quyền hay Đại Đức Pháp Tính trả lời cái câu hai ba câu hỏi đầu để cho quý vị vào rung có công việc làm, rồi sau đó chúng tôi sẽ tham gia để trả lời. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thúc cái trình Thượng Tọa Tự Siêu. Nãy giờ chúng ta bàn về tự quyền nhưng mà lại không có Thượng Tọa Tự Quyền trong rung. Bây giờ tỏ vào. Điều đó không có nghĩa là chúng ta nói sau lưng Thượng Tọa. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Không biết Thượng Tọa Tự Quyền có nghe rõ không? Nếu Thượng Tọa Tự Quyền nghe được. Thượng Tọa Tự Quyền, chúng ta thấy rằng thuộc tánh trí tuệ này, hay thuộc tánh vô si, thuộc tánh tuệ quyền ấy, chỉ có mặt ở trong tâm tịnh hảo. Nhưng mà điều này nó sẽ khó hiểu với một số người là tại sao mà có những người rất là thông minh, họ xài trí tuệ rất là nhiều nhưng cái tâm họ lại rất là ác. Là xin kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và cùng kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Siêu. Chúng tôi giác đẳng đến tòa minh hạnh đại đức Phật Tích Tư Đức Từ Trì Sư Nguyên Thông cùng chư thanh đang hiện diện. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, sở dĩ mà tại sao mà trí tuệ nó lại có trong anh, nó là cái tâm tình ảo, nhưng lại nó là những người thông minh là có cái tâm ác. Ở đây cái thuộc tính của nó đó là cái thuộc tính bây giờ không, chẳng những là nhà thí dụ giờ người ta đang suy nghĩ, người ta làm ác thì trong đó người ta phải có cái khôn. Cái khôn, cái khéo, cái mưu mẹo, cái gian là xảo. Thì chúng ta nói là được cái tâm, vốn cái tâm đó, nó là tịnh hảo. Nhưng khi chúng sinh sử dụng thì cái tác dụng của nó không còn tịnh hảo nữa, chính là cái tâm ác. Bây giờ một con dao nó đã được hữu dụng cho cái việc dụng cụ để cắt, để gọt, để làm để chặt, để đốn, vân vân. Nhưng con dao đó người ta cầm lên, người ta để đi làm ác, chẳng hạn như người ta đâm chém hoặc người ta làm những cái việc nó bất thiện, thì con dao đó nó vốn là cái con dao tốt, chứ không có chuyện gì hết. Nhưng ở đây cái tâm thức nó cũng như thế, thì vốn cái tâm trí tuệ, cái tâm nó là cái tâm tốt. Nhưng cái tâm tốt đó nó lại được người sử dụng cho cái việc nó không tốt. Bây giờ một người hỡi nó không hỡi sử dụng cái tâm tốt thì lúc đó nó trực thuộc thì nó là tâm ác này. Nhưng cái nền của nó vốn là cũng có cái trí. Chứ thí dụ như cái người mà nó thâm độc thì chúng ta thấy cái sử dụng nó khác. Còn con người nó bạo tàn, nó hung tợn thì nó xài bằng cái tâm sân, không bằng, nó không ghê gớm bằng. Thì sau cái tâm tốt đó, cái sự phối hợp của nó chính là những cái tâm ác nó đi theo. Chứ quả thật thì tâm tình hảo này là cái tâm tốt, thì nó vẫn là tâm tốt. Nhưng sao chính vì cái sự suy nghĩ ác của nó khôn quá, thì lúc đó nó
cái tâm bất thiện và cái sở hữu bất thiện nó phối hợp cùng lúc đó. Sự thực ra là cũng như là bây giờ cũng nhờ cái tâm tịnh hảo này mà người ta đạt được đến cái chuyện thánh quả tốt, nhưng ngược lại cũng cái tâm bất thiện cũng cái tâm tịnh hảo này mà nếu như mà chúng ta khéo hướng dẫn huấn luyện cái tâm này thì nó trở thành tốt. Cũng như cái mũi tên, sự khéo chuyển nó đó thì nó bắn trúng cái hồng tâm để tốt, cũng như dẫn thủy nhập điền, cái tâm này dẫn nó khai ra những cái điều tốt thì sẽ tốt. Còn ví dụ như bây giờ chúng ta làm bất cứ việc gì cũng vậy, nó ví dụ chẳng hạn như là nó có một sự khéo léo, có một sự khéo léo thì cái tâm đó đó nó cũng tâm đặc biệt, cái tâm vốn nó cái tâm đặc biệt. Ví dụ giờ người ta, ví dụ chúng ta thấy người ta cắt xén đi, thì có như người cầm con dao, người ta lách, người ta làm rất là đẹp. Thì thí dụ giờ cái này nó thật, thí dụ như chúng ta nhớ trong cái vấn đề mà cái ông đồ tể đó, ông lúc thật thì cái bàn tay rất là khéo, thì ngược lại cũng chính cái khéo đó mà ông ái quá thì nó lại là cái nguy hiểm. Nhưng sự thật ra có những bàn tay, có những cái mà chúng ta gọi là cái sắc kỳ dị của chính họ đó, nó được tốt cho nên họ viết cái bàn tay này, nó viết thì cũng viết nên chữ đẹp, nhưng bàn tay này nó cũng lắm máu. Thì do tâm này nó lắm máu, do tâm này nó cũng làm cho bàn tay chúng ta, thay vì chúng ta đánh đập bàn tay này, có thể xoa bàn tay này, có thể tạo những cái điều thiện sự tốt đẹp, thì cái tâm tính của nó, cái tính tâm nó vốn là vậy. Nhưng có thể nói rằng sao cái đó là nó bước qua một cái giai đoạn khác, chứ chúng ta không thể mà xác định rõ cái sự thông minh, cái sự tốt đẹp này. Và cái người nó có một cái cơ trí, người nó có một cái cơ mưu, thì chẳng hạn như bây giờ mưu sâu kế độc, chúng ta nói thật sự kế mà để tính toán, mà để đánh giặc, thì cái đó cũng chính là họ có một cái mưu kế nó thông minh. Cái điều đó phải xác định rõ là cái sự thông minh của chính họ, nhưng họ có cái tâm ác. Mà chúng ta nhớ nó khủng minh mà vay mà cho mà giặc nó chết hết đó, thì khủng minh than trời, nghĩ là khủng minh thấy là thất đức. Thì chính cũng cái khôn khéo đó, cái thông minh mà chưa là vay là quân ngụy là phải. Thì lúc đó đó là bằng cả trí thông minh đó, nó là cái tâm xấu, bước qua cái tâm xấu, nhưng cũng trí thông minh đó chết rồi làm cái việc ác. Thì cũng bằng cái trí thông minh đó, tức là giết trọn chết hết như là quân ngụy. Thì ở đó chúng ta thấy một cái điều như thế thôi, thì cái tâm này nó vốn là như thế, nó tâm tịnh hảo, thuộc tính trí tuệ của nó là thuộc tính tốt. Nhưng cái tâm đó như sau cái thuộc tính trí tuệ đó mà người ta đặt định, thì những cái tâm bất thiện nó đi theo là nó khởi sanh cái thuộc tánh nó khác. Cho nên chúng ta không thể nói rằng tại sao mà thuộc tính trí tuệ này nó thuộc tính tốt bây giờ mà nó làm chuyện xấu. Cái thuộc tính nó là một chuyện, nhưng cái tâm thứ hai nữa, cũng như một con người nó vốn thông minh thì người ta chế ra những cái hạt nhân, những cái nguyên tử, ta chế ra cái nguyên tử, thì tự nhiên nguyên tử đó nó làm bom, nó khác. Mà cái nguyên tử nó chế tác vào những cái việc hữu ích khác cho cuộc đời thì nó khác. Nó như thế thôi. Thì cũng vậy, như cái thuốc súng cũng vậy, cái hỏa lực cũng vậy, bị hạt nhân cũng vậy. Hay chúng ta thấy điện toán này nè, nó giúp ích. Nhưng điều mà nếu như cái người mà có tác động xấu á, thì cũng chính tại có cái điện toán này, cái điện sóng này, cho nên nó mới ra những cái tình huống này. Thì kính thưa quý vị, ở đó chính là nó vốn là cái tốt đẹp, nhưng do con người sử dụng nó, tức là con người đã tạo ra một chủng bất thiện, một cái căn tánh bất thiện và một cái chủng tánh bất thiện và cái sở phần bất thiện, tức là sở hữu tâm bất thiện, nó đi theo. Và sau đó thì không còn cái giá trị của tịnh hảo nữa.
mà nó thuộc về sở bất thiện, gây lên cái những cái phiền não cho chính họ và cho tha nhân. Thì cái mà thường tòa đây là câu trả lời của chính con, nếu có đi cửa bông túc thì kính cung thỉnh với ngài Nam Mô Bổn Thầy á. Sa thú, kính trường thượng tòa thì quyền đại chúng Phúc Tính, đại chúng Phúc Tính có ở trước máy không? Nếu đại chúng Phúc Tính có trước máy xin đại chúng Phúc Tính hoan hỷ. Khi mà chúng ta nói về trí tuệ đó, thì chúng ta nói rằng đó là cái hiểu biết xác thực hay là hiểu biết tinh xác đến gần với sự thật, đúng với sự thật. Và chúng ta cũng thấy có rất nhiều trường hợp Đức Phật ngài dạy rằng một cái người mà tìm hiểu về nhân quả, từ sự tham vấn các vị sa môn và các vị thiền trí, cho đến cái việc mà nghiệm những vấn đề này, cái này là do nhân nào, cái này tạo ra quả nào, vân vân, thì cái đó là nhân sinh trí tuệ. Thì đại đức tính có thể giải thích là tại sao cái sự thẩm định về nhân quả nó lại là cái nhân sinh trí tuệ không? Cái thỉnh đại đức. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì ở trong câu thảo luận này đó hỏi rằng tại sao cái sự thẩm định về nhân quả là nhân sanh trí tuệ. Thì kính thưa quý vị, thường thường do chúng ta có cái sự thẩm định, hoặc là do chúng ta có cái sự suy tư, ví dụ như là pháp này là thiện hay pháp này là bất thiện, nhờ cái sự thẩm định đó mà chúng ta mới tạo được những cái thiện pháp. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng đối với Đức Bồ Tát của chúng ta đó, ở trong cái những cái thời kỳ đầu khi mà đã chưa chuẩn bị để mà phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, nói chung là cái lúc mà Bồ Tát của chúng ta đó còn tu tập để mà tạo những cái phước báo ba la mật. Lúc đó ngài suy nghĩ ở trên cuộc đời này đó, có tối đó thì có sáng, có trống đó, thì có mái, có thiện đó, thì có ác, rồi có cái sự sanh thì phải có cái sự không sanh, có nghĩa là có đau khổ đó thì phải có chấm dứt đau khổ. Rồi ngài mới suy nghĩ, nếu mà muốn chấm dứt cái sự đau khổ đó thì chỉ có làm thiện thôi, chỉ có làm thiện thôi, chứ không thể nào mà cái sự làm ác mà chấm dứt được cái sự đau khổ. Thành ra do cái sự thẩm định, cái sự suy nghĩ và quán xét nhiều về những cái điều này, nên lúc đó Bồ Tát của chúng ta mới bắt đầu để mà thực hiện những cái thiện pháp. Thì chúng ta lấy cái đường lối mà suy tư, hoặc là cái đường lối suy nghĩ. Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ lại cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu mà bây giờ mà muốn chấm dứt cái sự đau khổ, hoặc là muốn hạnh phúc, thì chúng ta chỉ có làm thiện thôi. Chúng ta chỉ có làm những cái chuyện tốt thì cái sự đau khổ nó không có đến với mình. Hoặc là chúng ta muốn phúc thì chúng ta phải làm những cái điều lành thôi thì mới đem lại cái sự hạnh phúc, chứ có đâu mà mình làm những cái chuyện xấu hoặc là mình làm những cái điều bất thiện mà đem lại cái sự hạnh phúc, thì cái điều này không thể có. Thành ra chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng sau khi mà suy nghĩ như vậy rồi thì cái vị đó,
cái vị Bồ Tát hay là chúng ta cũng vậy. Lúc đó chúng ta tạo những cái phước báo, chúng ta làm những cái điều thiện, thì hãy mà mình làm những cái điều thiện nhiều đó thì tự nhiên cái trí tuệ của mình nó sẽ phát sanh. Cũng như quý vị thấy rằng một cái người học sinh đi, hãy mà cần cù mà học tập, cần cù mà ôn bài, hoặc là học thuộc bài, hoặc là nói chung là siêng năng học tập, thì đến một lúc nào đó cái giấy khen hoặc là cái thành quả tốt sẽ đến với cái người học sinh đó. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống tu tập đó, khi mà mình cứ suy xét, mình suy xét cái này là nhân nè, cái này là quả nè, cái này là nhân bất thiện nè, hãy mà sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, uống rượu, vân vân, những cái điều này nè nó sẽ đem lại cái sự tai hại. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái chuyện bình thường của chúng ta thôi, một cái đầu óc tỉnh báo mà chúng ta còn chưa có làm nên chuyện, thì làm sao mà một cái đầu óc mà nó say xưa mà chúng ta làm nên chuyện được đó. Thì mình suy nghĩ như vậy đó, thì từ từ mình sẽ không có rơi vào những cái chuyện mà say xưa hoặc là những cái bất thiện pháp. Thì lúc đó tâm trí của mình nó sẽ được tỉnh táo, thì lúc đó mình sẽ hiểu được cái điều nào là cái điều nên làm, cái điều nào là không nên làm. Thì do cái sự thẩm định, do cái sự suy tư này nó nhiều thì lâu ngày vài tháng thì nó sẽ phát sanh trí. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng đối với chúng ta tu tập về cái tâm thiện cũng vậy. Tâm thiện thì ở trong đó có gì? Vô tham, vô sân, vô tham tín niệm tàm quý, vô tham vô sân. Thì đối với vô sân là nó chỉ là không có nóng nảy, nó chỉ là không nóng nảy thôi. Thì làm sao mà phát triển được tâm từ quý vị? Vô sân là một cái trạng thái không nóng nảy. Còn tâm từ có nghĩa là một cái trạng thái như thế nào? Một cái trạng thái mát lạnh, hoặc là một cái trạng thái mát mẻ. Thì thử một người đó tu tập mà làm cho tâm thiện phát sanh, tâm thiện phát sanh, hướng về cái sự vô sân như vậy, thì cái nhiều cái không nóng nảy nó sẽ tụ lại, nó thành cái gì? Nó thành cái mát mẻ thôi, nó phải thành cái sự mát mẻ thôi. Thì nhiều cái vô sân mà nó tụ lại thì coi như là một lúc nào đó thì tâm từ nó sẽ được phát ra thôi. Đó, thì cũng vậy, khi mà chúng ta thẩm định hoặc là chúng ta suy tư nhiều về nhân quả thì đến một lúc nào đó cái trí tuệ sẽ phát sanh. Thì cái trí tuệ phát sanh đó, nó là cái thành quả. Còn cái thẩm định hoặc là suy tư về nhân quả đó nó sẽ là cái nhân để mà sanh trí. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái người ở trong cái bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt đó, chúng ta thấy rằng thanh niên Su-phát-đá-tô-đa-giá đó, mới hỏi Đức Phật tại sao ở trên đời này có người thì nhiều trí tuệ, có người thì ít trí tuệ. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời những người nào thường đi đến các vị sa môn và la môn để hỏi về pháp này là như thế nào là pháp thiện, như thế nào là pháp bất thiện, như thế nào là nhân, như thế nào là quả, nhân bất thiện, quả bất thiện, như thế nào là nhân lành, cho quả vui, vân vân. Thì cái người mà thường xuyên học hỏi thì đó là cái nhân mà để cho cái đó phát sanh trí tuệ. Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Xin trân để Đức Phật.
Mà thượng tọa tự siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự siêu nghe được kính thỉnh thượng tọa, Quang Hỷ Vị trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự siêu, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Có lẽ thượng tọa tự siêu không có ở trước máy. Dạ, thấy thượng tọa tự siêu rồi. Mà thượng tọa tự siêu có một cái vấn đề mà chỉ có cách hiểu theo vĩ mô thì chúng ta mới giải thích được. Đó là ở trong cái tiềm thức phá hoang giá hay trong hộ kiếp đó, thì nó có thuộc tính trí tuệ. Và khi mình nói đến trí tuệ thì chúng ta nói về sự hiểu biết sáng suốt, hiểu biết thấu đạt. Nhưng mà khi mình hình dung về hoạt động của phá hoang giá thì chúng ta rất là khó để tưởng tượng rằng trong cái phá hoang giá mà lại có được sự hiểu biết gì trong đó. Thì chúng ta nên giải thích thế nào về sự có mặt của thuộc tính trí tuệ ở trong phá hoang giá, bởi vì những người mà có thuộc tính, những người có cái tiềm thức mà có vô si rất khác với tiềm thức không có vô si. Xin kính thưa thượng tọa, Quan Hỷ làm rõ về điều này. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chúng, kính thưa quý vị, ở đây cũng không phải là khó để cho chúng ta hiểu về vấn đề tiềm thức phá quan giá. Mình đã có tương ứng với cái thuộc tánh vô si. Bởi vì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến vô si là trí tuệ, nếu mà chúng ta chỉ định nghĩa một khía cạnh, tức là sự hiểu biết, thì chúng ta sẽ khó nhận ra trong cái tiềm thức phá quan giá mà lại có vô si, tức là có trí tuệ. Bởi vì ở trong cái tâm hữu phần hay là cái tiềm thức đó, đó chỉ là cái tâm quả quý bà cá. Và như chúng tôi đã nói với quý vị là ở trong quá khứ tạo nghiệp trí, tạo nghiệp thiện hợp trí, cho nên nghiệp thiện hợp trí đó được gọi là phúc hành hay bất đồng hành. Nó duyên cho thức, hành duyên cho thức. Thì trong trường hợp này cái quả thức đó, thì nó lại tư trí. Mà cái quả thức tư trí đó, nó làm cái việc của Patisati vừa tái tục. Thì trong lúc đó, trong lúc mà tâm tục sinh đó, quả thức này nó cũng không phải là trí tuệ để suy nghĩ cái điều gì. Lúc đó tâm nó quá yếu ớt, không có suy nghĩ được để mà hiểu biết. Rồi tiếp tục nó tái khởi lại thành phá quan giá, thành cái tâm hữu phần hay là cái tâm hộ kiếp. Thì cái trường hợp này đó, Ngài Bố Thật Khô Sáng lại dùng cái từ gọi là
cái trí tuệ ở trong cái tâm phân con gái hay là tâm Patisati, ngài dùng cái từ gọi là Chatipanya, tức là cái trí tuệ bẩm sinh. Đó là cái trí tuệ bẩm sinh. Và trong bài kệ mà Đức Phật ngài đã trả lời cho vị chư thiên đó, thì ngài dạy, ngài dùng cái từ gọi là Sapanyo, tức là người có trí. Sele Patithaya, người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ. Thì người có trí trong trường hợp này đó, thì là chỉ cho cái người mà tục sinh, cái tâm tục sinh hợp trí, và cái tâm phân văn gá, cái tiềm thức đó là của hợp trí. Nếu có chăng á, thì cái tâm phát quan giác, cái trí tuệ đó, nó ảnh hưởng đến đời sống của con người. Nó ảnh hưởng từ cái ánh mắt, cái nụ cười, hay là từ cái bước đi, cái tướng đi, tướng đứng, tướng nằm, tướng ngồi. Nó ảnh hưởng mọi cách gọi là bất tu bất đích sa giá, bất chi giá, là thường cận y duyên. Khi mà người ta nhìn vào, người ta có thể đoán biết được là cái người đó có trí tuệ, là người thông minh. Thí dụ bây giờ nhìn thấy họ cười mà họ ngủ, trong khi ngủ họ mở mắt hay nhắm mắt, hay là trong cái nét mặt của họ, trong cái ánh mắt của họ, nó đượm vẻ trí tuệ, tức là do ảnh hưởng cái pháp quan giác hay càng hậu trí, thì chúng ta nhìn thấy thì chúng ta có thể biết được. Cũng ví như, cũng thí dụ như khi mà chúng ta nhìn thấy một cái trái xoài chín, chúng ta chỉ nhìn thấy cái trái xoài màu bầu da vàng, cái vỏ bên ngoài nó vàng và nó mướt, thì người ta có thể đoán biết được là trái xoài đó là nó ngọt chứ nó không phải là chua. Người ta có thể nhìn biết như vậy, thì nó toát ra, chúng ta dùng cái từ gọi là nó toát ra bên ngoài. Thì cái trí tuệ ở trong cái tiềm thức pháp quan giác, nó chỉ thể hiện bằng cách là nó toát ra ở bên ngoài cái hình dung thôi, chứ còn cái trí tuệ ở trong đó thuộc về trí tuệ của tâm quả, là nó thụ động, nó tiêu cực, thì đâu có thể nào mà có cái sự hiểu biết được. Nhưng mà có cái trí tuệ ở trong cái tiềm thức pháp quan giác, nó cũng làm cái nền móng chắc chắn cho cái việc mà tu tập phát huy cái trí tuệ. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phát huy cái trí tuệ thì chúng ta sẽ biết được. Hoặc là ví dụ giống như quý vị biết, ở trên cái miền Đông, trên miền Đông Việt Nam, chỗ đất mà nó trộn với sỏi, cái mặt đất đó, cái vùng đó người ta cất vàng, người ta không có đóng cừ. Nhìn cái mặt đất biết là nó không thể nào bị lún, cho nên người ta chỉ cần sang cho nó bằng, rồi cái người ta đổ đà ở trên cái mặt đất đó, hay người ta xây móng ở trên mặt đất đó để mà lên tường, vậy là được rồi, khỏi cần phải đóng cơ ở dưới đất cho nó không có sợ nó lún. Thì cũng như thế nào,
Thì khi mà một người mà tục sinh bằng cái quả, bằng cái tâm quả thức, bằng cái tâm, bằng cái quả thức mà tương trí nó phối hợp vô si, thì nó, sau này nó sẽ trở thành cái vô si ở trong cái thuộc tánh vô si ở trong cái tiềm thức pha quan gác hậu kiếp, thì nó trở, nó là một cái nền tảng cho một người có căn bản của trí tuệ, một người có căn bản của trí tuệ, và từ đó họ có thể phát huy được, họ có thể phát huy được những cái tâm như là tâm thiền định, tâm đạo quả. Thì chỉ có vì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa. Giáo đảm như thế, nam mô thầy nha. Sa thú kính trình thượng tọa, thưa sư, bạch sư tôn đức và thưa quý Phật tử, còn vài giây phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại một điều mà chúng tôi thường nói với quý vị là khi mà chúng ta học vào thắng pháp thì một cái khía cạnh mà quan trọng mà chúng ta học là chúng ta hiểu sự việc theo cái cách vĩ mô. Và khi mà hiểu theo cách vĩ mô, đôi khi nó rất khác với cái nhìn đại loại của thường thức. Lấy một cái ví dụ là trong cái trong vĩ mô đó, thì chúng ta biết rằng có những cái thứ mà nó tồn tại với cái cách mà chúng ta gọi là tiềm chất. Tiềm chất này nó rất là khác với cái cách mà chúng ta nhận diện qua cái sự biểu tỏ ở bên ngoài. Như dựa trên cái thí dụ của chúng ta từ siêu thì chúng ta thấy rằng không phải khi một người ứng đối thông minh thì chúng ta mới gọi là người được cái trí tuệ, hay người đó làm được một việc gì đó, như được phát minh ra cái gì đó mới gọi là trí tuệ. Mà có những người bình thường họ chưa có biểu hiện cái gì nhưng mà họ có cái tiềm chất là thông minh, thì cái tiềm chất thông minh nó tương đối rất là tế nhị, và đôi khi người ta không nhận ra điều đó. Chúng tôi có thường lấy một cái ví dụ là một cái hạt giống rất là nhỏ như hạt cải và hạt mè. Nếu mà chúng ta so sánh hạt cải và hạt mè thì quả thật nó quá nhỏ, nhưng mà ở trong đó nó đã chứa được những cái công thức mà để quyết định là khi mình gieo xuống thì nó lớn lên, thì cây cải nó sẽ có cái dáng như vậy, nó sẽ có cái màu như vậy, nó sẽ có cái mùi như vậy, nó sẽ có những cái sinh tố như vậy. Và một cái hạt mè tuy nó rất nhỏ, và khi nhìn thấy hạt mè, nhưng mà trong cái hạt mè nó cũng chứa đựng những cái tiềm chất, và để nó lớn lên nó tạo ra một cái cây mè như vậy, hoa như vậy, trái như vậy, vị béo như vậy, v.v. Thì những tiềm chất này phải được hiểu và phải được nói với cách vĩ mô, không thể nói cách quy mô được, không thể nói cách nói đại loại, nói chung, nói rộng ở bên ngoài được. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta định nghĩa trí tuệ là một cái sự hiểu biết xác thực, hiểu biết đúng với sự thật dựa trên nhân quả đó, thì ở đó nó là một định nghĩa gần nhất mà chúng ta biết. Nhưng mà nó cũng giống như những thuộc tính khác, xúc thọ tưởng tư định mạng căn thủy, ở trong một cái hình thức là tiềm chất đó, thì nó vẫn có hiện diện ở mức rất là tế nhị. Nhưng mà sự hiện diện đó đó đôi lúc rất khó nhận ra, rất khó có thể tưởng tượng. Thì trở lại với cái đề tài ngày hôm nay mà chúng ta nói về ba cái thuộc tánh là vô tham, vô sân và vô si đó. Thì ba thuộc tánh này ở trong tâm, ở trong thuộc nhóm thuộc tánh thượng thảo thì nó đối lập với ba cái thuộc tánh bất thiện là tham, sân, si. Tham á, là một cái sự
nhiễm đất, bị kẹt vướng, vướng vấp, dính mắc sân đó, là cái trạng thái nóng nảy, bực bội, khó chịu đối với cảnh. Si là trạng thái mê mờ, không có biết rõ sự thật, hiểu sai sự thật. Trong lúc đó thì ba cái thuộc tính vô tham, vô sân và vô si đó, nó đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong thuộc tính tịnh hảo. Vì vậy nếu mà chúng ta là người tu Phật, những lúc nào mà mình làm gì hay mình sống thế nào mà cái tâm của mình bước đi sự dính mặt, đó là chúng ta làm tăng cái chất thiện. Dạ, ví dụ như là một người bố thí, dạ, trong lúc mà chúng ta đem cái mà mình có mình chia sẻ với người khác, đem cái mình có mình cúng dường người khác, thì lúc đó nó có đặc tính là ly tham. Thì cái ly tham đó nó cho chúng ta nếm được, hiểu được cái ý nghĩa của chữ vô tham ở trong cái mức độ rõ rệt nhất. Hay là khi mà chúng ta coi tin tức, những cái tin tức trái chiều, nhưng mà mình không có giận hờn, không bực bội, thì biết rằng nó là như vậy đó. Người thì cũng cùng sự việc, người nghĩ thế này, nghĩ thế kia, mình không có bực tức, không có căm thù, thì mình hiểu rằng mình đang xem tin tức bằng cái tâm mát mẻ hòa diệu, hiểu đó là vô sân. Và đặc tính vô si đó là một khi tâm của chúng ta đủ sáng, đủ trong, đủ rõ và đủ bén nhạy, thì mình nhìn sự vật nó chính xác hơn, nó rõ ràng hơn. Có những người nghe một bản nhạc hay nhưng mà họ không biết tại sao nó hay. Có những người nấu ăn hên xui có bữa nấu được nấu không, thì người đó chưa gọi là người biết nấu ăn. Dạ, ở trong cái hiểu của chúng ta mà hiểu thì hiểu nó không tới, nó không đạt đó, thì chúng ta không vận dụng được đó. Có thể là chúng ta bắt chước, có thể chúng ta làm theo, hay là có thể là thưa quý vị, người ngày nay có cái hiện tượng mà chúng ta gọi là reverse technology. Reverse technology tức là một cái cách người ta đem một cái bộ máy về, rồi người ta phân ra, người ta phân ra làm thế nào đó mà cái máy đó nó có thể tạo nên những cái hiện tượng như vậy, đạt đến như vậy. Và do cái reverse technology đó, người ta bắt chước, người ta cọc kiểu, người ta mô phỏng, người ta học được những người khác, họ làm nhái theo. Và cái quốc gia mà ngày nay người ta xem rất là nổi tiếng về cái ngành này đó là Trung Quốc. Dạ, Trung Quốc mua một chiếc máy bay của Nga, ví dụ Sukhoi 30, thì họ đem về họ tìm cách họ dùng cái reverse technology đó để mà họ hiểu rằng muốn làm cái đó về động khí học phải làm sao, rồi họ phân ra từ từ từ, họ hiểu được cái nguyên lý. Và sau đó thì họ có đôi khi họ chỉ làm thôi, chỉ mô phỏng mà họ không hiểu rõ nguyên lý. Dạ, thì cái này thì cũng được. Dạ, cái này cũng được, tức là họ cũng làm nên sản phẩm nhưng nó không bảo đảm. Đời sống của chúng ta nhiều khi mình bắt chước người khác mà mình không có hiểu lý do tại sao mình làm, và do vậy lâu ngày nó tạo nên những tập tục, nó tạo nên những cái việc làm mà gọi là irrational, việc làm không có lý tính, bởi vì chúng ta chỉ mô phỏng bắt chước mà thôi. Thì ở đó có sự bắn mặt của trí tuệ, nó có hàng trăm với ví dụ trong đời sống hàng ngày mà chúng ta làm với một cái gọi là làm theo tự nhiên. Chúng tôi nhớ rằng một cái người Phật tử Tây Phương là ông Joseph Goldstein, là người sáng lập ra cái IMS, tức là một cái trung tâm thiền quán ở tại Boston. Ông có nói lên một điều là đa số chúng ta làm việc theo gọi là quán tính, hay là làm việc theo autopilot, tức là một cái hệ thống lái tự động. Hệ thống lái tự động là lái theo thói quen và hệ thống theo cái mà đã set up sẵn, đã định đặt sẵn. Và chúng ta càng sống theo thói quen đó, thì chúng ta lại càng
kém đi cái khả năng vận dụng trí tuệ của mình. Và để trí tuệ cho được thắp sáng, trí tuệ được biểu hiện, thì chúng ta nên sống như thế nào đó mà có quan sát, có nhận định, có suy tư, hơn là xưa bài nay làm, hơn là làm theo thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp. Và ông Joseph Goldstein nói rằng đa số chúng ta, những người sống ở trong cái thế giới này, từ cách đi đứng ăn nói, vui cười buồn bực vân vân, hết 95% là chúng ta làm theo một cái nếp cũ đã sẵn. Thấy như vậy thì vui, thấy như vậy thì buồn, thấy như vậy thì thích, cái thế nọ không thích, mà mình tưởng tượng mình hay, mình giỏi, nhưng mà kỳ thật là mình chỉ làm theo quán tính, làm theo thói quen, làm theo autopilot, cái mà đã được lập trình, đã được soạn sẵn. Khi một tu tập thứ niệm xứ đó, thì người đó đặt lại vấn đề, mình ngồi xuống, mình quan sát hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở rõ ràng biết hơi thở rõ ràng, hơi thở không rõ ràng biết hơi thở rõ ràng, tâm có chánh niệm biết tâm chánh niệm, tâm loạn động biết tâm loạn động. Và từ cái biết, cái nhận thức như vậy đó, lâu ngày thì chúng ta hiểu rằng tại sao chúng ta có những vấn đề, rồi từ cái quan sát mà ra. Và cái quan sát đó nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa. Một trong những đặc điểm của trí tuệ là chuyển hóa. Cái sự chuyển hóa nó quan trọng lắm. Bởi vì người ta nói rằng một quốc gia phát triển hay là thay đổi tốt hơn là do dân trí. Nhân trí là cái trình độ của dân chúng. Và con người phân tử đó, mà càng hiểu biết giáo pháp đó, thì sự hiểu biết giáo pháp sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng để hành trì và dễ dàng để quảng bá lời dạy của Đức Phật. Và trong cuộc sống này, nếu không có trí tuệ thì chúng ta sẽ không thay hóa, chúng ta sẽ không được chuyển hóa, và chúng ta khó có thể làm gì tốt hơn. Nên chi thắp sáng trí tuệ là một cái đặc điểm ở trong Phật giáo. Thậm chí người ta có câu thành ngữ là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nhưng mà bằng dù nói cách nào đi nữa, chúng ta cũng hiểu rằng trí tuệ đóng một vai trò rất là quan trọng ở trong cuộc sống và ở trong tiến trình tu tập. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Phú Đa Đa Ma ở tại đây. Kính tri ân đạo Phật Trung được thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Bích Thầy Giác Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân thầy Giác Đặng đã trực kết cho bài học hôm nay. Con là nhà nguyện thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bị mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt để trợ cho không phân hành trong lớp học được hoàn thành mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là cát tường trong chánh pháp nhiệm mầu và được thừa phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.